những từ tiếng Việt khiến người Hàn cực sốc. Từ đầu tiên là chăm chỉ. Từ này có phát âm gần giống với từ chăm chi trong tiếng Hàn. Chăm chi có nghĩa là cái chim của trẻ con. Từ thứ hai là con tôm. Từ này có phát âm gần giống với từ khôn tôm trong tiếng Hàn. Khôn tôm có nghĩa là bao cao su. Từ thứ ba là bố chi. Từ này có phát âm gần giống với từ phô chi. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Cái L của con gái. Và từ cuối cùng đó là bạn nào tên là Nga thì phát âm trong tiếng Hàn là ưng à. Ưng Nga có nghĩa là đi ị của trẻ con ấy. À, ví dụ nhá. Chào kia, ý đứa mi mồi á. What? Nga.